Jack lần đầu xuất hiện trong Running Man mùa 2, mọi khán giả đều vỡ òa vì hồi hộp. Sau nhiều lần bốc hơi, cuối cùng Jack cũng đã được nhà sản xuất thông báo sẽ có một buổi trò chuyện với tất cả các thành viên. Jack được xem là thành viên được mong chờ nhất trong dàn người chơi của Running Man mùa 2. Trong một rừng những cây hài, lanh lợi và kinh nghiệm, thì sự ngây thơ hồn nhiên trong trắng của anh sẽ là một điểm nhấn gây cười trong chương trình. Sự xuất hiện lần đầu tiên của anh trên livestream cũng được quan tâm không kém. Không ít người đặt ra câu hỏi anh sẽ nói gì sau những ngày vắng mặt. Chỉ còn vài ngày nữa là Running Man Việt Nam mùa 2, chơi là chạy, sẽ chính thức ra mắt khán giả trên sóng truyền hình. Ngay từ thời điểm này, dàn người chơi cố định cũng như nhà sản xuất đã tranh thủ nhá hàng một số thông tin liên quan đến chương trình, đặc biệt là hình ảnh mới nhất có sự xuất hiện của Jack. Cụ thể, nhà sản xuất thông báo sẽ có một buổi trò chuyện với tất cả các thành viên trong chương trình Running Man Việt mùa 2 và có đầy đủ 9 thành viên. Đây là lần đầu thấy ban tổ chức nhắc đến Jack sau một thời gian dài trong đợt đi Hàn Quốc quay hình. Trước đó một tuần, khi 8 thành viên cùng livestream trò chuyện với khán giả, thì Jack không xuất hiện khiến cho các fan hâm mộ của anh hết sức lo lắng. Vì trước đó không lâu, trên trang fanpage của chương trình, khán giả đòi tẩy chay, yêu cầu ban tổ chức loại Jack ra khỏi dàn cast tham dự mùa này. Nhiều người cho rằng đời sống tình cảm phức tạp của nam ca sĩ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Jack là thành viên cuối cùng được ekip công bố sẽ góp mặt trong mùa 2 của chương trình truyền hình thực tế này. Để tham gia chương trình, Jack cho biết anh đã quyết định tạm gác mọi công việc và các dự án khác sang một bên để dành trọn cho chương trình, đồng thời cũng dành thời gian tập luyện để có nhiều sức khỏe tham gia những thử thách khó khăn. Đội hình Running Man Việt Nam mùa 2 bao gồm Trương Giang, Ninh Dương Lan Ngọc, Karik, Jun Phạm, Liên Bình Phát, Trương Thế Vinh, Thúy Ngân, Ngô Kiến Huy, Jack. Với đội hình mới, khán giả đang rất mong chờ mùa 2 sẽ có nhiều điều thú vị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem những video mới nhất từ chương trình.